Chào cả nhà mình. Chào mọi người. Chào mọi người. Đây, ngày hôm nay là mấy anh em mấy cậu cháu có thường gồm là sẽ quyết định chơi một cái trò chơi là sinh tử cả nhà, là cắt đứt tình nghĩa luôn. Ai xui gánh chịu cả nhà mình nha. Bây giờ là chơi ù quế nè. Ù quế là ù quế vậy. Ai mà một mình mà kiểu mà lạc loài giữa chợ đêm á thì bắt đầu là chui vô cái thùng phi này. Là ba người còn lại, bốn người còn lại là lăn. Lăn từ đây tới đằng cuối đằng kia bắt đầu thả ra. Lăn tới dưới kia mới thả ra. Làm mất đằng hoàng. Ai mà bị sai xe, sai sống, sai gì thì kệ cái chuyện rồi chơi không chửi nha. Dám chơi dám chịu. Mẹ vô luôn mẹ. Thôi. Mẹ vô luôn vậy. Thôi chạy lăn nó rớt cái thằng giả chổng mà còng rớt xuống sình không kiếm mà còng. Chơi tụi mày chơi đi. Chơi đi. Chơi đi, tụi con lăn nhẹ thôi, tụi con lăn xíu xíu thôi. Cái này chóng mặt lắm ông nội ơi. Cái này buông ra. Chơi chứ sợ trời. Rớt càng giả. Vậy thôi giờ quế vào đây. Tao chu hưng thuộc lọt đó mày ơi. Lọt á. Không có lọt. Không lọt thì tôi chặt khúc khúc rồi nhất được. Đi rồi mày làm như phanh tay khuôn mặt phanh tay tao á. Rồi nè. Bây giờ là năm cụ cháu mình là chơi nè. Chơi có phương án tao mới chơi. Không tao không chơi. Ôi chơi anh Bảy dẫn hay chơi có phương án Bảy mới chơi kìa. Không chơi thì thôi biến cút mày. Trong giây phút chia nghỉ chơi. Ờ chơi đi, chồng chơi. Chơi có phương án lắm. Có cái nào mới vô ông xì đầu tiên phương án thua không ta? Ủa cái mọ mày tao thua tao không chơi cái mọ mày nói tại cái mọ mày xui á. Dạ vô nè. Vô nè. Ai thua quán chịu nha. Cái này là chơi công bằng nha. Từ đây gần Tết là phải chơi nhiều trò chơi cho vui. Má cho đầu thai sớm hay gì? Cái này men qua đây đứng mới thấy là mày ham chơi mày thôi là vô chơi, tao nhường mày nè. Không. Thôi để cầm máy cho em vô chơi đi. Rồi. Ai chơi tao ra tao cười. Chẳng đèn nha. Ai lạc lòi là người đó vô phi nha. Ok. Mình nắm phi lọt tao không? Lọt. Lọt. Bàn tay trắng. Hai ba. Bàn tay đẹp. Không, gì vậy? Tao mỏi ba đi. Vậy đó. Tao mỏi ba đi bà trắng đen đen gì mẹ không chơi mẹ ra khác chơi. Tao hồi nhỏ chơi vậy đó. Bàn tay trắng ra cái bàn tay đen. Trắng đen gì đó. Ai muốn qua trắng là trắng hay ra đen. Anh bảy đếm đi. Một, hai, ba. Chán à. Bay ơi. Chán này vô. Bay ơi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Cái đen thua ai ngu ra cái đen là cái gì? Trời kỳ trời. Mời. Mời. Lăn lật xuống cho heo chui vô. Chui vào rõ. Mời. Chống mặt tới vậy. Tôi thấy chống mặt rồi đó. Vô cái trước hay đầu trước? Vô cái đầu trước. Đít lú ra. Trời chết mẹ. Vô cái đít trước đi vô cái đầu sao? Muốn không vô nào sao vui à? Chui vô lát sao anh chui ra? Mà ông bao thua đúng đó. Trong đây anh bao lùng nhất, anh bao vô đây vừa. Nạn thứ 82. Chân tao dài với người tao bự nữa. Ông Niêu nhận cái cảm nghĩ bữa mà ông bị ông tám rồi phương ấy lần á. Bình thường không có gì hết trơn. Được không? Thấy thoải mái luôn. Cái giò mình co lại. Co lại nằm cung tay lại hả? Cho nó gãy tay. Bàn giò dưới đầu gối đây nè. Ai muốn lăn gì lăn cứ nằm ôm lại như con tôm lại đi. Đúng rồi. Ôm lại như con tôm đi. Rồi. Đi. 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 Được chưa? Niêu cảm nghĩ mình coi. Bạn nóng quá. Được chưa? Xa ra chúng ta phải trong thùng luôn. Rồi, bắt đầu chưa? Được chưa? 1, 2, 3, chạy đi Ngân. Vô lưng mày. Nó chết rồi. Chết luôn rồi. Nhị sư huynh, hãy coi nè. Trời ơi. Bây giờ tính sao đây? Tính sao bây giờ nhị sư huynh? Chết luôn rồi. Chưa ra. Chết luôn rồi. Nhị mệt đi à? Chưa ra đổ ông đi ca, đem đổ đi ca nha. Chơi ngu lấy. Mập phải. Tao đừng mòn à. Chơi. Tao nghỉ chơi. Tao không biết chơi. Rồi đứng dậy đi liền. Chơi đâu.
Mua cái lượng rồi. Mặt thiệt á. Bốn trụ xây cồn luôn anh. Chống mặt quá. Đây ca đứng kìa, đây ca. Xây sẫm. Đứng dậy đi coi. Nằm đi bọt đi anh nghỉ chơi. Anh nghỉ chơi. Tao nghỉ. Tao nghỉ chơi. Không được, bánh bao nó thua rồi, giờ cái lượt mày là biết đâu tao. Tao nghỉ chơi rồi đó. Con mệt quá, con nghỉ chơi. Bánh bao giờ đắp ngộ buồn tình luôn rồi. Đang vui đầu chờ anh quê, em dòng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em cố đau lần đần, suốt cuộc đời duyên nợ chưa. Cái người say xe là đi chơi này được chết luôn á, không chơi được đâu nha. Đúng rồi, con đi xe dở lắm, xe lần nào cũng đi say xe đó. Đi xe dở thì chơi này dở phải rồi. Tôi đi máy bay chưa say nữa. Rồi bây giờ là vô nè, bây giờ là bánh bao vô nữa không? Thôi nghĩ là được về nhà được nào. Giờ còn mấy mình chơi, mấy mình chơi đâu? Bánh bao đứng ở đây, đi rồi tôi kè về. Đâu biết được gì. Giờ chơi chơi nè. Đây chơi đó. Ôi ông Tám già chơi người ta chửi chết. Tôi không chửi được thì chịu ra. Con ông mãi chửi thì chịu. Tôi chơi phải trăm ngàn triệu vô chơi với tụi mày chứ. Đó, ông Tám chơi chống mặt rồi sao? Chống mặt rồi tôi chịu. Trời ơi, đủ tăng xong máu chết rồi báo hại đâu ông nội đấng nít tới chơi đi. Không có chịu đâu. Nhắm chơi được thì chơi chứ được thôi đừng có chơi không ép nha. Ba nhắm chơi được, ba chơi nha ba cái trò này. Ok. Ông bánh bao còn đi. Ba nhìn kìa. Thấy bánh bao chưa? Tới giờ chưa tỉnh nó kìa. Đi còn ói mà đi chung này. Để em nói chơi đi. Đấy là ông Tám kêu là bánh bao đi xe ói là chơi không được. Mấy người mà đi xe không bị say á thì mới chơi được. Ông Tám bị say xe không? Không. Ông đi máy bay chưa say nữa mà. Để tao chơi đi ông Tám ơi. Thôi thì để bốn thằng con chơi đi, bốn cậu cháu con chơi đi. Ông vô chơi rồi lỡ khán giả chửi tụi con nữa chửi tôi chịu cho chứ nhỏ chơi mất dạy nữa rồi vậy cho ông Tám chơi luôn ai chơi phải chơi phải chịu cho ai chửi gì cái này là ông Tám muốn chơi cả nhà rồi nha. Ừ. Ông Tám muốn chơi gì ông Tám đang chịu cho. Ừ. Rồi để bằng tay chấm đen sao chấm đen nha chấm đen nha từ từ rút ra ra để caramel nó còn bắt được thấy nha. 1 2 3 rồi 2 3 quý vị hả. Ông Tám thua. Rồi ông Tám chơi em chịu ra. Cái này là hên xui á chứ không ai mà sắp đặt cái đâu. Rồi mày sống rồi. Ôi ông Tám xong rồi. Nghỉ chơi đi ông ơi. Ba có coi clip này con có lỗi ba. Xin lỗi ba trước nha. Anh cầm một. Mời ông Tám. Rồi nè. Để anh giữ đi. Mới vô đã bị rồi. Trời ơi đó cho ông sung ba khí. Đã chơi đi. Vì ba không chơi rồi mà ba chơi chi không biết. Trời ơi, ai bị ba là ba của con. Cảm giác sướng lắm ông Tám. Con mới chơi xong rồi. Rồi, bắt đầu chưa? Nè, ông Tám quay qua đây chào khán giả coi. Ông Tám nói một câu nào với khán giả là tôi không sợ và tôi sẽ không sao là bây giờ ông Tám nhắm Tám chơi được không? Chơi rồi chịu chứ. Hay là chơi nó là xin vĩnh biệt vậy? Sao? Say, nếu mà say được xin vĩnh biệt không? Ông Tám đâu? Xin vĩnh biệt mọi người. Cái gì vậy? Chào mọi người ra có gia đình gì ngày nay nha. Bà Thương, có nhiệm vụ bắt quên không? Ngân đen, lên phía trước. Nhìn đen mọi người chứ. Nhắm theo hướng đó, ngân đen. Nhắm hướng nào? Ông Tám ông muốn hướng đó, ông tưởng xây cái phi kiểu này à. Chiều ý ông lần cuối đi. Nghe theo ý ông lần cuối đi, ông xây cái phi vậy rồi. Còn lao quá. Nghe đó, ông nội ơi, ba con luôn á. Chơi phi lai hoàng đi. Là, ông đi kia đi. Lại kia, lại cái chuối này kia đi. Rồi chưa? Bây giờ ông Tám nêu cảm nghĩ coi chấm chịu nổi không cho ông Tám cơ hội. Ông Tám nêu cảm nghĩ đi. À, với khán giả là giờ ông Tám cảm giác như thế nào?
bây giờ vô chung này là chưa biết cảm giác như thế nào nữa, chưa năm năm sáu chục tuổi bây giờ mới vô lần thầu phi. Năm sáu chục tuổi vô lần đầu tiên hả? Để ông Tám là cảm nghĩ mà mọi người nhảy ra vô à? Rồi chứ. Cảm nghĩ lại lần đó đi nè. Một là còn sống, hai là chết. Thương cảm ra khách sạn nha. Xin mừng một bữa coi. Mới vô xui qua ra. Rồi chứ. Chào là men với bác nha. Hai thằng con vô lần. Bác Hiếu. Bác Hiếu hả? Lắm. Bữa ông Tám ông quýnh con hả? Chuẩn bị ai đếm 1, 2, 3 đi tôi lăn. 1, 2, 3, vô. Xin giá biệt ơi. Ông đâu đây? Dạ ông Tám ơi. Sao? Tai biến luôn rồi. Ông Tám tai biến. Đừng qua đây, đừng qua đây. Sao tôi là đệ tử của anh Hùng Xạ Điêu, là sư phụ của Đông Phương Bất Bại, tên là Tây Phương Thất Bại. Ông có chứng người nữa rồi. Kéo ông lên cho con. Kéo ông lên cho con. Ông thấy ông sinh ra thằng quỷ. Rồi nằm yên, nằm yên. Nằm yên. Để con nhích. Ông thấu nằm yên. Nằm yên hả? Em ơi đã từ lâu anh giờ chiếc lá xanh tìm dần trắng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chị hằng lõ vàng tôi là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng nhưng đà lờ trót yêu ai đà lờ trót yêu ai yêu người con gái ngoài mà còn hơn đi tàu ở ngoài biển chưa về xây bằng đất này á. Trời ơi, có bà sung nè, nối bụi. Trời ơi, trời, đừng có chơi mà. Nè, đại diện mình ngồi đây mình chụp tấm hình đi. Để làm kỷ niệm biết không có lần sau nữa. Ủa, anh giờ tôi tưởng là tôi đi gặp ông mà nữa. Tôi đi gặp ông bà nữa kìa. Ai biểu? Chơi cái này khán giả mà thấy ta chửi chết luôn nè. Ủa ông chơi ông tự chịu mà ông vô ông xin chơi mà. Thì ông chơi mới biết cả đời nó mới vô thử coi cái nào xuống âm phụ như thế nào. Cả đời mới có một lần hả? Cảm giác coi không có gì. Cái đi tàu á nó sống được vậy nha. Cái này đâu phải nó quấn mình được một cái xô một cục luôn á. Nó quấn chậm cục luôn. Bánh bao chết sống còn sống không? Còn sống không? Ném một tái hả luôn. Nói chứ hiếm chứ, có người cả đời chưa được, được thì có cả đời nó đã ở xuống nó chưa vô thông vị qua nó chưa biết cái cảm giác như thế nào đâu. Trên thế giới này rất ít được người được cảm giác như vậy, hiếm lắm chứ bộ. Vô đó là sướng thiệt, lâu lâu mới có dịp thôi. Ra một cái là thấy cái không khí nó khác này. Thấy gì ông bụng không à? Anh Tám quay đi, cảm nhận không chịu nổi. Anh Tám, cả đời người mới có một lần, lâu lâu có một lần thôi, làm thêm chiến nữa đi. Thôi một lần đi. Thôi được rồi. Ôi, sợ rồi. Sao đường cho ông đi, ông đi xuống sân. Biết đâu đường đâu mà đi. Còn nhắm được đường đó, cho thấy cái gì không? Cái trời nó quay vòng. Ông đâu có cần mà đi suối tiên hay là Đại Nam mà để chơi trò chơi cảm giác mạnh đâu. Cứ mỗi lần ông thích cảm giác mạnh cứ nói tụi con bỏ vô thùng phi lăn mấy vòng nữa là biết ngay. Ai cũng kiếm được giá thầy bay vô chiến thường ơi. Thôi chưa tìm chết đó. Hồi nãy em tính chơi mà thấy anh Tám thôi em hết dám chơi rồi. Em nói tôi thấy anh ông vô cái yếu tim là chết đó, không phải chuyện giận đâu. Em bị yếu tim mà. Yếu tim chết thiệt. Hả? Ừ. Quay một cái không cảm giác được á. Ừ, vậy ai biết được chơi? Tại cái dòng nó có nó nhanh quá. Mình đi thở trong nó còn hơi có quạt quay. Nó nhanh quá. Nhanh thiệt không?
không cảm giác nổi. Ở đó làm tao vô tua trời, không biết kiếm luôn á. Nó nhanh là đúng rồi. Ngoài tôi mở mắt, mắt tôi nhắm mắt lại thế mấy giờ trả mẹ. Nhắm mắt á, đừng có mở mắt. Anh nãy mày thấy gì không anh Bao? Bữa nãy anh Bao thấy gì không? Nhắm mắt thấy lên không à? Thấy bà. Anh chưa thấy bà Tiên á. Bà ngoại ông ngoại không? Cô nhắm mắt. Thấy thì vui rồi, đâu thấy gì đâu. Hồi nãy anh Bao nói rồi, nguy hiểm lắm, ghê lắm. Ừ, con nói ông Tám được cái chơi này mà. Hên quá nhờ anh Tám ra chơi cứu em mạng, thôi em đi về. Chạy luôn rồi. Ừ à. À, chơi cái đồng với đều luôn chứ, chạy rồi. Còn hai anh em ông vô chơi đi, chứ về luôn. Thử một vòng quá trời ơi. À tính ra nè, mình trúng kế của hai cậu cháu đó luôn. Ủa tính ra bữa nay mình chơi cái chiêu gấp lửa bỏ tay người. Ủa sử dụng hai đứa con của ông Tám cho ông Tám nãy trời. Hai anh em ông chưa phát hiện ra đâu. Đi về đi. Ở đây mới còn bắt bỏi Phi thấy mẹ này. À, Thượng Gồm chào cả nhà mình nha. Thì ngày hôm nay Thượng Gồm vừa phơi được một mẻ khô cá lóc cực kỳ ngon luôn. Cả nhà mình ai ăn khô cá lóc thì liên hệ với Thượng Gồm nha. Số điện thoại Thượng Gồm để trên màn hình cả nhà mình nha. Khô cá lóc cả nhà mình mua về nướng lên, chiên lên nè, ăn với cơm nè, hoặc là nhậu nè. Trời ơi em nói cực kỳ bắt bài luôn. Hôm nay khô cá lóc cực kỳ ngon cả nhà mình ơi. Ai ăn khô cá lóc thì nhanh tay liên hệ Thượng Gồm nha. 240 một ký, miễn phí ship tận nhà tận vườn cho cả nhà của mình nha. Thì ngoài ra Thượng Gồm còn có bán thêm sản phẩm giảm mỡ bụng, giảm cân và tiêu khô, măng khô, dầu gió Singapore cả nhà mình nha. Ai cần cái gì thì liên hệ với Thượng Gồm. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.